đề nghị anh em nghệ nhân treo chiêng xong rồi thì về chỗ đi ạ, về chỗ ngồi đi ạ. Đó chính là nhiều người không nghe thế. Xin mời anh em nghệ nhân ạ, về chỗ ngồi ở đây ạ. Chúng ta sẽ có ghế đằng sau ạ. Bỏ hết cái chân ra đi. Sách 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 ra vào đây cả. Anh em không nghe thấy đâu. Anh em nghệ nhân trao trên sau người mời về chỗ ngồi ạ. Đưa đi ăn mà. Anh em hãy chú ý nhá. Đó là một cửa hàng người đến tổ quản nhá. Vâng ạ, phía bên này anh em nghệ nhân cho xin mời dàn vào vào. Tổ chức thì chuyển than này. Đây một chút nữa thì sẽ bước vào thi đất tổng khoảng 8:30. Một số anh em bỏ thi mà. Bây giờ thì không có chỗ nào không?
Hầu này. Chim đâu, chim đâu? Đang ngủ con bức kia. Các chàng trai chú ý này, vòng một chúng ta sẽ chống theo đúng tiêu chí, không hốt, bất điện, hoảng loạn, thái độ thi đấu kém nhất bảng.
cắn bố phá lông sụp đánh chim bên cạnh và tập đỡ đàn lợn. Anh em chú ý này, chúng ta chỉ hạ những chú chim nào sụp đánh trước. Các trọng tài chú ý là chỉ hạ những chú chim sụp đánh làm ảnh hưởng đến chim bên cạnh thi đấu. Bây giờ thống nhất là trừ khi chủ chim sụp hạ, còn nó không ảnh hưởng đến chim thi đấu bên cạnh, đó là hết đồng. Chúng ta chỉ hạ trực tiếp những chú chim nào sụp cánh ảnh hưởng đến chim bên cạnh đang thi đấu. Sụp đánh quá nhiều ảnh hưởng đến chim thi đấu bên cạnh, chúng ta sẽ hạ. Anh em trọng tài chú ý, chỉ có ảnh hưởng đến chim thi đấu thì hạ thôi, chú ý nhé. Chín hai đã bắt đầu hạ các chú chim sau vòng một này. Chúng ta sụp 100 sụp trừ hạ 43 hạ 100. Đề nghị trọng tài hạ chấm, hạ con nào trọng tài hạ luôn ạ. 22 sụp không hót, 86 sụp không hót, 44 hoảng loạn quá nhiều. Anh Trung ơi, chuyển vào trong này, chuyển đồng ra cho. Tiếp tục sang thi vòng 2 nha các bạn. Vòng 1 thì loại được 6 con. Đang vòng 2. Thi này chơi hay quá. Chú chim này đang vòng 2 hạ trực tiếp vì nó tục thù quá ác và tục đánh con chim khác. Con nào mà dù sụp mạnh quá là sẽ được hạ trực tiếp. Thôi à?
vòng 2 sau 10 phút đã hết giờ, không biết vòng này sẽ thả mấy chú chim đây. Mười ba, mười chín, hoảng loạn lên hót. 45 xì xung cả vòng, 51 xì xung cả vòng. 18 thái độ đi đến kém. 62 35 không hót cả hai vòng. 52 74 xì xung không hót. Ở vòng 2 này hạ cũng đang khá đấy, như bạn còn 35 ở đâu? Nhắc cái chim chim đây, những chim đây lúc sau giao trả là lạc mấy giờ. Trong năm ngoái tư không hót, từ 2755 không hót cả vòng. Đó là các số danh hạ vòng 2 đấy. Anh chủ trì anh đọc. Năm ngoái là chỗ ấy chơi chỗ đầm chành, à chỗ ấy chơi chỗ đầm biên, rồi đi. 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 Không. Tiếp tục sang vòng số 3. Vòng 3 này thì số lượng chim trên đàn vẫn còn khá đông. Đây là tắm cắn các thể loại. Đào bắt đầu làm thì dọc một chuyện. Các trọng tài xử lý ạ. Vòng 3 này thì sẽ diễn ra 10 phút ạ. Và bắt những chú chim vẫn là bất thiện, hoảng loạn, thái độ thi đấu kém. Và vòng 3 đã hết giờ, anh em trọng tài đang tổng kết cái biên bản xem những con nào loại để hạ đây. Tám mươi sụp đánh hạ trực tiếp, 90 hoảng loạn hết hót. 08 xử, 10 xử, 09 thái độ thi đấu kém. 71 xử, 81 tắm cống cỏ hót. 53 cỏ hót thái độ thi đấu kém. 06 xử, 29 thái độ thân hót. Thái độ đang lấy 4 nhất bản, 8, 7, 8, 0.
26 9 1 9 6 thái độ thứ 66 đặc khu à, cái thức mong muốn ở đâu vậy? Bốn bốn là hạ khá là nhiều. 32 thái độ thi đấu kém. 49 kém hình, 93 kém hình, 58 chục người, 14 đánh khu, 25 chục đánh chi tiết cao. Tại đây chúng ta đã bước sang vòng 5, có tầm khoảng còn hơn 40 con. Đây có đứng ngon đổ cho mình đâu. Càng vào sâu thì các chú chim mới chơi khá là đẹp. Đầu năm này là sẽ diễn ra 10 phút này. Các trọng tài là dựa theo những cái tiêu chí sau này: mất điện, hoảng loạn, thái độ thi đấu kém tất cả. Hot ít kèm thái độ cắn cá, cắn búa, phá lây, chụp đánh chi bên cạnh. Xù một lần, lội ăn một lần, tắm cáo một lần, đu lóc, phá lóc một lần, tắm khô một lần, nhảy cáo cá một lần. Hết vòng 5 nè. 11 thái độ thi đấu kém, 34 bỏ hót, 94 xù, 83 tắm khô. Thế vòng 5 này. Tốt rồi. Không đẹp thì ít hình, 76 ít hình, tiếp quán, tắm khô. Tốt rồi. Bây giờ vào tốt, ăn trò rồi. 46, thái độ thi đấu kém, 65 xù, 37, đá lóc 77, thái độ thi đấu kém. 10 con xuống ăn top 20. Bây giờ ba ăn top 20 thì chắc chắn là có thà rồi. Trọng tài chú ý này, trọng tài hạ cái nào thì đề nghị trọng tài hạ nhất. Như mày à. Hôm nay làm cái không? Có ghét người cầm lòng. Không, ai cầm lòng. Rồi, ghét người cầm lòng. Con chim mày làm ghét người cầm lòng. Cá nữa nó mất chơi. Vừa thì thấy. Đó mà đổi. Thấy rồi. Không. Vòng tốt 30 bắt đầu. Vòng này chúng ta sẽ chọn ra loại ra 10 chú chim ạ. Để lấy tốt 20 ạ. 30 chú này đã có cờ rồi nhá. Nhưng mà sẽ loại ra 10 chú để vào top 20. Vòng này đang vòng số 6. Vòng 6 này thì sẽ diễn ra 10 phút ạ. Chúng ta sẽ hát 10 con đó. Và 20 con còn lại sẽ được chọn vào top 20. Các cái tiêu chí trọng tài dựa vào các tiêu chí sau để đánh giá: không hót kèm thái độ bất thiện hoảng loạn, thái độ thi đấu kém nhất bản, cắn búa, phá lên, sụp đánh chi bên cạnh, xì một lần, lội ập một lần, tắm cáo một lần, đu lóc phá lóc một lần, tắm khô một lần, nhảy cáo cá một lần. Giờ là mình lấy điên. Hết giờ vẫn còn đang xin lỗi rồi.
Trong này bao nhiêu giờ bây giờ? Mình phải phát sáu à, sáu tăng cô à. Chín chín ba lớp. Bây giờ là mới điên. Quá thì thuế ta liên lạc kia ta hạ dính luôn. Vẫn đang tiếp tục vòng hạ 10 chú chim để vào top 20. Mới là đẩy thôi. Nhìn nó chơi rồi, bán nhà đại. Bây giờ nó đang máy. Ông nói chung quanh đấy là bộ này hình đó rồi. Không thể sâu được đâu. Đuôi bây giờ vòng 6 hết là và trọng tài đang vào hạ chim. Không hai đá lóc, 23 sục về trưởng. 36-99 đá lóc, 42 cái mình. Đúng rồi, 99 96 23 trọng tài rồi, xong hai hàng này, hai hàng dài dài, hai hàng giữa. Rồi là hai hàng giữa. Rồi là hai hàng giữa. Con này nó đéo ăn sang nuốt ngay thì nó đéo còn nữa. Nó tiêu nó đỡ. Đúng là nhằn nữa. Rồi vòng thứ 7 đây, 20 chú chim này đã có cờ rồi và sẽ loại 10 con để lấy 10 con vào top 10. Cứ đến đoạn thăm quan chim chạy thì tiếp luôn. Đồ đen quyền.
Mày nói đại ca. Đi biên bản đây là đang kết thúc vòng vòng 8, sẽ loại ra một số chú chim để bước sang vòng tiếp theo này. Vòng top 10 6 mét 7 8 5 6 8 4 4 mét 5 4 mươi. Xin chúc mừng 10 chủ chim đã đạt giải top 10. Và đại diện 10 chủ chim đến đây để bốc thăm ạ. Đây, đặt chủ chim đạt top 10 đây, ở bốc thăm này. Xin mời 10 chủ chim, 10 chủ chim đã đạt giải top 10. Chúng ta sẽ bốc thăm ạ. Thôi, em bộ phải nếu mà ông này. Nhanh lên một chút ạ, chủ chim ạ. Nhiều số. Chủ chim bốc thăm ạ. Dư lên xong đọc cho em. Dư lên xong đọc cho em. Bốc thăm đi ạ. Bốc thăm ạ, em bốc thăm 15 nhé. Còn 3 chủ chim nữa. Còn 2 chủ chim nữa. Còn một chủ chim này không tốt là tôi sẽ được đọc số nhé. Còn hai chủ chim ạ. Để hai luôn, để hai đi. Để hai, xa luôn này. Số 7 ạ, số 7 đi có số 7 nhé. Để nhá. Tiếp đến 7 nhá. Số 8 ạ. 15. 15. Số 9 ạ. Đấy, đéo là Minh Đông. Mặt kẹp chim. Số 8. Rồi ạ, xin mời các chủ chim về chỗ ạ. Bây giờ đang là vòng thi top 10 nha các bạn. Sẽ loại khoảng 6 con được vậy. Giữ lại 4 con. Ngày đầu tiên cứ một đấy, cứ một đấy, cứ một đấy. Con 15 ăn con 30, con 8, con 15, con của anh. Thấy ra thì rồi anh nhìn rồi. Thiên kia thả quyết đã thả đi, thả đi. Báo thả, thiên báo thả. Anh em thân thiết các cái chim ở bên ngoài đây, mái là một và các cái dòng chim khác, anh em kịp áo lồng kín bước vào. Chơi
Anh em ở trọng tài chọn ra bốn chú chim hình đẹp nhất, di chuyển đẹp nhất. Xin được gửi lời cảm ơn tới câu lạc bộ Hải Phòng đã ủng hộ cho hội thi buổi chiều. Xin cảm ơn câu lạc bộ. Vòng chung kết này. Chân theo đáp điểm. Sao bè điểm thế nhỉ? Cố lên con. Chạy đi. Chạy đi mua bắn đấy. Đấy chạy ngay. Chạy đi. Còn 10 phút nữa để chạy thôi. Tí về nhà ngủ sau. Cô có thể dùng được, có thể làm được. Có 75 thì đẹp quá nhỉ. Hiện tại 75 đang đứng đầu. Không thì đi con ơi. Ôi, đã đứng trước mặt thì đứng mặt. Mấy cái chung kết lần nào cũng chung kết rồi, ta chung kết rồi. Nếu mà săn chim trên mạng đây chim của tôi, tôi quay đây đẹp nào cũng mai là mua. Nói chung là lúc người ta quay nó con chim nó đẹp nhất. Đây con vừa đổi ra. Nó đẹp mập mồm quá thứ. Con 75 nhất rồi. 75 15. Con 15 con bạn rồi. 75 nhất rồi. Bởi vì nó không mắc lỗi gì. Con 6 bang không ạ? Đấy. Mẹ 75 thích từ lúc con làm đầu. 75 là cũng đẹp lúc đầu có khi mà từ lúc hai rồi. Từ lúc hai đùa với 63 chơi đùa này. Con bao hả? Thế này. Vậy là sắp hết giờ rồi, còn khoảng gần một phút nữa thôi. Em ở cái đường từ dưới lên.
số to nhất để chúng tôi cầm nhanh. Đấy chắc là cái gì? Đi một giấc của mẹ xong rồi. 10 phút trong này. Đúng rồi. Vòng thi chung kết hết giờ. Vâng, xin được chia điểm của và chơi hay luôn đi mà. Có ba của bên anh à? Chưa mà. Cho có bây giờ có của Thái Bình đâu? Bây giờ của Thường Tín. Đúng rồi, bây giờ con này không phải của Thái Bình. Kiểm khẩu đấy. Báo rồi nhưng mà anh em trọng tài vẫn bắt chấm cho con muốn chấm đâu. Đúng rồi, của Thường Tín rồi. Bảo không chấm rồi chứ, nhưng mà có anh Quang anh bắt chấm. Bây giờ trọng tài chấm điểm như sau như này để cho công bằng này. Trọng tài Thanh chấm 95 5 điểm, 63 7 điểm, 75 6 điểm, 15 3 điểm. Trọng tài Minh chấm 95 3 điểm, 63 6 điểm, 75 6 điểm, 15 5 điểm. Trọng tài Phong Thái Bình chấm 95 6 điểm, 63 7 điểm, 75 5 điểm, 15 2 điểm. Trọng tài Thanh chấm 95 7 điểm, 63 5 điểm, 75 7 điểm, 15 4 điểm. Và theo cộng 4 trọng tài giải nhất, xin chúc mừng số báo danh 63 được 25 điểm, giải nhì số báo danh 75 được 24 điểm, và đồng giải 3 là 95 và 15. Xin chúc mừng 4 chú chim ạ, 4 chủ chim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.